Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Như thấu cảm hết sự đóng góp to lớn và hy sinh thầm lặng của người trồng lúa Việt Nam cho an ninh lương thực trong nước cũng như toàn cầu. Ngoài phải đối phó với thời tiết khí hậu bất lợi, giá cả bấp bênh, người trồng lúa phải quản lý sâu bệnh hại hiệu quả, đặc biệt là những bệnh thường gặp từ giai đoạn làm đồng đến trổ đều, nhằm đảm bảo năng suất lúa và phẩm chất hạt gạo. Sương mù nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhiều là những điều kiện thuận lợi để bệnh đào ôn cổ bông, đào ôn cổ dé và bệnh lép hạt bùng phát, làm thất thu năng suất. Trên đồng ruộng mà ngoài sâu bệnh ra, bệnh hại ra thì chỉ có lo lắng nhất là bị bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt. Đạo ôn thì nó làm cho mình bị thối cổ bông, cái bệnh lem lép hạt thì nó làm cho lép vàng, lép lửng, lép đen. Bị hai cái bệnh đó thì thường là không bán không được giá. Để phát hiện cái bệnh lem lép hạt và bệnh đạo ôn cổ bông thì là mình phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm để mình phòng trừ cho tốt. Khi được cán bộ bên công ty giới thiệu cho cái cặp đôi hoàn hảo này là Ninja và Money này, tôi xịt tôi thấy êm. Trong tuần lễ vừa rồi mà xịt là bị mưa mà tôi thấy lúa trổ đều đồng loạt, lá đồng xanh, tốt. Khi lúa bước vào giai đoạn cực trọng, trổ lẹt xẹt thì cũng là giai đoạn bệnh hại tấn công, làm ảnh hưởng đến năng suất. Thời điểm đón đồng và đến trổ, tôi chăm ruộng rất là kỹ, bởi vì nó ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tôi được ông anh giới thiệu xịt sản phẩm Ninja và Money, rất dễ pha, phun chung một lần đỡ tốn công, đỡ tốn chi phí. Sau khi phun thì tôi ra kiểm tra thì tôi thấy lúa rất là đẹp, tôi cảm thấy rất là ưng ý. Tôi có xài cặp sản phẩm Ninja và Money vào hai cử là lúa trổ lẹt xẹt và sau khi lúa trổ đều, thì tôi rất yên tâm là khi xài hai cái sản phẩm này trong một vụ lúa. Thì sau khi xài hai sản phẩm thì tôi quan sát là lúa trổ đều đồng loạt và sáng và vô gạo nhanh, hạt lúa là sáng lắm. Đây chỉ là một vài nông dân điển hình đã, đang và sẽ sử dụng bộ đôi Ninja và Minis. Hiện nay đã có hàng trăm nông dân khác đang sử dụng và cũng có niềm tin như vậy. Mùa này lúa được rẻ nên nông dân chịu khó đầu tư phun thuốc tốt lắm. Ninja phòng và trị đào ôn nổi tiếng xưa nay thì khỏi phải nói rồi. Nay có thêm Mini 325SC, lúa đẹp mê ly. Tôi cũng có xài thử trên mấy công ruộng của tôi và tôi thấy thuốc có hiệu quả tốt nên tôi muốn giới thiệu cho nông dân của mình cùng phun. Bộ đôi Ninja và Minis của Summit Agro là bạn đồng hành không thể thiếu để cây lúa cho lá đồng xanh khỏe, chẳng sợ khô bông, lúa trổ đều, nhanh hạt chắc tới cậy, làm tiền đề để tăng năng suất lúa và phẩm chất hạt gạo. Ninja 35EC, Mini 325SC, nhân đôi sức mạnh, lúa đẹp mê ly.